Và trân trọng kính mời một bác đại biểu đại diện cho gia đình họ nhà gái sẽ có lời phát biểu. Xin được trân trọng kính mời bác ạ. Quan khách đại diện cho cơ quan chính quyền đoàn thể quý thưa cùng các bạn bè nữ cùng bà con đối xóm. Hôm nay ngày lành tháng tốt được sự tổ chức đồng ý của hai bên gia đình của họ nhà trai và nhà gái và được sự nhà gái xin giao cháu Việt Trinh là râu con của họ nhà gái nhà trai và cháu Quang Quyết là chú rể của họ nhà gái chúng tôi, chúc cho hai cháu hạnh phúc trăm năm thủy chung, chúc cho các cháu thành đạt trong cuộc sống, chúc cho các cháu sống trọn vững tình trọn đạo làm râu con dâu hiền rể thảo, va chạm nhiều với xã hội còn nhiều những vướng mắc về đi làm dâu con với các cụ, mong có những điều gì sơ suất các cụ nhà trai dạy bảo và nuôi dưỡng cháu để cho các cháu được hạnh phúc trở thành. Tôi xin chân thành cảm ơn sự đón tiếp nhiệt tình của họ nhà trai cùng bà con cô bác, xin cảm ơn sự đón tiếp của ban tổ chức đã tạo nên một buổi không khí thân mật đoàn kết của buổi lễ thành hôn. Cuối cùng tôi xin kính chúc toàn thể các quý vị đại biểu cùng bà con cô bác tại buổi lễ thành hôn hôm nay mạnh khỏe và hạnh phúc. Xin thân thành cảm ơn. Bác đại biểu đại diện cho gia đình và nhà trai sẽ có lời phát biểu. Xin kính mời bác ạ. Vâng, các bà cùng cô dì chú bác cũng như bạn bè nam nữ thanh niên của hai cháu kính thưa toàn thể hội hôn, cháu biết và cháu Trinh trong một thời gian tìm hiểu yêu nhau được sự giúp đỡ của hai gia đình và được phép của chính quyền hai địa phương, hôm nay hai gia đình tổ chức lễ thành hôn cho hai cháu, được sự hiện diện của các cụ, các ông, các bà cũng như bạn bè và toàn thể các bậc tiền bối của hai họ đã đến đây không quản ngại thời tiết và đường xá để chia vui cùng với các cháu. Thay mặt cho gia đình nhà trai xin chân thành cảm ơn toàn thể tất cả các cụ, các ông, các bà cũng như toàn thể hội hôn. Trong cái điều kiện thời tiết rất chật hẹp, gia đình thì điều kiện như vậy là cũng có nhiều điều như vậy là đón tiếp chưa được chu đáo, cũng mong như vậy là toàn thể các cụ, các ông, các bà hết sức thông cảm. Về phía gia đình cũng xin cảm ơn tất cả các cụ, các ông, các bà đã bớt chút thời gian và ngọc để đến dự buổi lễ cho hai cháu. Thay mặt gia đình xin cảm ơn và xin kính chúc các vị mạnh khỏe, hạnh phúc và thành đạt. Chúc cho hai cháu mãi mãi và mãi mãi yêu nhau để hoàn thành cái trách nhiệm là dâu hiền rể thảo của hai gia đình như mọi người được mong muốn. Xin trân trọng cảm ơn. Tập chương trình của quý vị anh chị và các bạn đã trở về với gia đình trong ngày của hôm nay. Xong về đến gần phòng cưới của gia đình hôm nay có phần chật hẹp. Mong quý vị anh chị và các bạn hết sức thông cảm bởi vì đám cưới hôm nay được tổ chức ở ngoài sân. Do mong muốn họ phải nên chân tiếp đón gia đình phải thiếu sót, cùng mong muốn họ thứ lòng nhân bà con vì nghĩa vì tình, chẳng quản đường xá thân sinh đến từng và bác trọng đôi điều nghĩa mang tình sâu, chưa lo bác mừng rể chọn dâu, sau rồi cũng có mấy câu dặn dò và chỉ mong cho đôi bạn trẻ rể thảo hiếu trung trọng nghĩa cả, dầu hiền tiết hạnh vẹn tình sâu, thương nhau giữ tròn hai câu đó, phấn đấu cho đời sớm nở hoa. Còn ban tổ chức cũng xin được chúc cho cô dâu và chú rể đẹp như đôi uyên ương trong buổi bình minh, rất kính bên nhau giữa ruộng lúa vàng, đầy nắm chai bản sừng sự nghiệp lớn, gài đảm đang sự hiếu thảo dầu hiền và xin chúc cho cô dâu và chú rể nuôi con giỏi dạy con đẹp chân thành cảm ơn và kính chúc sức khỏe của hai vị đại biểu đại diện cho hai họ và xin kính chúc cô dâu và chú rể trong hạnh phúc. Vâng, thưa quý vị, và quay trở lại với Trang Văn Nghệ, xin đã trân trọng kính mời quý vị anh chị của bạn là chúng ta của nhau mời chồng mời nước mời nhân sẽ trở lại với chương trình. Xin được trân trọng kính mời tiếng hát của MC Đức Nhân. Quý vị anh chị và các bạn chúng ta có mặt tại quảng trường mọi người gia đình nhà đẹp trai và đặc biệt nhất là một món quà để cùng chúc cho cô dâu chú rể một ca khúc trinh trọng CD của nhạc sĩ Quang Lê, bài hát là mang tên Xin chào những biển bên ngoài, xin kính mời ta cùng nghe. Sớm bao lâu anh duyên đêm, sớm trắng
áo ta đầy bài thơ. Và người về ta thấy ngẩn ngơ, người về ta thấy bơ vơ trong lòng. Nay ghi lại vài câu ca hát tình duyên ta thắm bãi từ đây. Và thuốc trà loa tỏa tình chung thủy, trà ngò càn chén hết lúc trên đây bây giờ. Ra về chủ khách ngẩn ngơ và xin phép hồi cưới hết giờ điện thoại. Vâng, và cuộc vui nào cũng có phần mở đầu và kết thúc. Và ca khúc Sương Trắng Miền Quê Ngoài cũng đã khép lại chương trình lễ tổ chức đăng quang Thầy Quân Năm riêng mời cơ đoàn trẻ. Qua những việc thay mặt cho gia đình họ nhà trai, thay mặt tôi Tân Lan Tân Lương, chúng tôi xin được chân thành cảm ơn tới tất cả. Anh sẽ vì em làm thơ tình ai, anh sẽ gom mây kết hình lâu đài. Đợi chờ một đêm trăng nào tới, đợi chiều vàng hôn trên làn tóc, đợi một lần không gian đổi mới đón hai đứa chúng ta mà thôi. Đẹp nụ cười quân vương vừa ý, và lâu đài mang tên tình ái đón hai đứa chúng ta mà thôi. Em ơi lâu đài tình ái đó chắc không có trên trần gian. Năm qua con vẫn vương đôi hồn hoa, anh kết lầu hoa bằng thơ tình ai, cho mắt em xanh đến tận muôn đời. Chuyện tình mình chưa nghe lừa dối, lời hẹn đầu chưa đi vào tối, thì lâu đài mang tên tình ái đón hai đứa chúng ta mà thôi. Chân dài.